Rồi, hôm nay mình quay cho các bạn một cái video. Đó là một máy cắt sắt Makita dòng MT. Đó, dòng này nó được sản xuất ở Thái Lan. Dòng MT. Dòng mới nhất của Makita. Có cò bóp nè ha, có nút giữ cò. Đầy đủ. À, dòng này là M2401, cắt lưỡi 355 nha, made in Thái Lan, có tem 7 màu chống giả. Dòng này là dòng chổi than nha, hai chổi than. Đây là cái thanh để chỉnh đổ xuống lưỡi. Trong đây là hai lục giác để chỉnh góc. Dây điện rất là chắc chắn. Đuôi dẹp. Bằng nhôm rất là chắc chắn. Ở giữa này nó có một cái nắp mở. Rất là dễ dàng để hình thay lưỡi. Thay lưỡi này ốc lục giác luôn nha, cũng giống như chỉnh góc cũng là xài lục giác. Nó, dòng này nó có tặng kèm một cái lục giác theo để mình chỉnh. Đây là cái lưỡi gà để bắn lưỡi để bắn mặt sắt. Đây rất chắc chắn, 3 đế cao su. Thấy rất đẹp, độ hoàn thiện rất là cao. Để mình mở ra xem. Đây cái thanh giữ lưỡi, để mình lúc mình tháo ra đó, tháo lắp vào, mình đẩy vào mình giữ lưỡi lại. Đây là cái lục giác để mình chỉnh góc cũng như tháo lưỡi. Đây, loại xo. Nó có in cái mã trên đây luôn nè. Cái mã trên trong cái thang máy nè. Đây. Đây là cái cần để mình đẩy vào. Giữ sắt bằng tay. Nó có một cái gọi là cái đặt nhanh nè. Mình bật nó lên, kéo ra rất là nhanh. Đó. Lúc mình bật thì mình kéo được nha. Còn mình nếu mình để thì mình không có thể nào kéo được. Đó. Rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Rồi. Để xuống thì mình chỉ đẩy vô thôi, chứ mình không thể nào kéo ra. Nó giúp giữ vật cố định rất là chắc chắn. Đây góc từ 0 đến 45 độ, xoay hai chiều. Lưỡi 355. À, dòng này á, cái lưỡi nó có một hơi chút gọi là sụt xịt. Cái này chắc là do hãng nó thiết kế hay sao đó. Cái độ đạo lưỡi thì chắc chắn phải có rồi. Đây này, dòng này là cũng chưa gọi là dòng cao cấp lắm, cho nên nó chắc chắn là phải đạo lưỡi rồi. Nhưng mà đảo trong cái phạm vi cho phép ha, chứ nó cũng không đảo lắm. Cái độ sụt xịt của lưỡi này á, có thể là hãng nó thiết kế là như mình cắt cắn cái gì thì nó sẽ không bị bể.